Chị thông báo với tất cả các em, hôm qua chị xem TikTok thấy người ta làm ra một món ăn vô cùng mới lạ và độc đáo, đó chính là món snack trộn. Cho nên chị quyết tâm hôm nay sẽ làm thử. Món gì có món snack trộn? Anh nghe nói chỉ có món xà lách trộn thôi mà. Nhưng nó là snack, snack là cái này nè. Ngoài snack ra, món ăn này độc đáo ở chỗ nó còn có thêm rất là nhiều những cái nguyên liệu khác. Bây giờ thì em sẽ trộn cho anh xem luôn. Mùi thì rất là thơm, trông cũng có vẻ rất ngon. Chị sẽ ăn thử cho Kem xem nhé. Đầy đủ topping. Không biết là cái miệng của chị có vừa không ta, tại chị thấy cái miệng chị hơi bé. Ngon quá. Mời các em ăn. Miếng khô bò hơi cứng. Tiểu Thúi, bây giờ em sẽ xếp cho anh một phần. Không cần. Sao vậy? Anh thấy trông nó không ngon một tí nào. Gì mà không ngon? Đẹp mắt thế này lại bảo không ngon? Anh thấy ở trên mạng người ta làm ngon hơn. Thấy thôi, chắc gì ăn ngon lòng của em. Thôi thì bây giờ trộn lại đi. Anh sẽ thử thách trộn với em. Anh sẽ đưa ra nhiều nguyên liệu hấp dẫn hơn, chơi không? Hấp dẫn hơn? Đúng vậy. Chơi luôn, trước giờ em chưa ngán gì cả. Có người ta ngán em thôi. Ok. Ok. Giờ sao chị bảo bảo rút? Cứ trộn như bình thường thôi. Ủa sao anh nói là có nhiều nguyên liệu đặc biệt hơn? Thì cứ trộn xong đi. Ok. Gì á? Tương ớt. Wow, của chị ơi, bị đẹp mắt này, cái gì này? Oh, cái gì? Này, nhìn của anh tiểu bà bảo này, xấu quá. Thấy chưa, thấy của người ta làm mà phải được như thế này chứ. Chưa xong đâu. Thì nữa mà chưa xong. Bây giờ mỗi đứa sẽ bốc một tờ. Tờ đấy là tờ gì? Không, mỗi đứa ba tờ. Tờ đấy là tờ gì? Đây là nguyên liệu đính kèm. Nguyên liệu đính kèm á? Em sẽ bốc 5 tờ luôn. Em thích 5 có tờ. Nhiều. Thôi 3 tờ thôi. Không, em thích có nhiều nguyên liệu. Thế à? Ừ. Ok, chấp cho em 5 tờ luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là anh chỉ còn 1 tờ thôi. Buồn ghê á. Nhưng mà em có nhiều. Tương ớt. Tương ớt á? Tương ớt em còn đâu, hết rồi, cho hết vào đây rồi. Nhưng mà anh còn. Thế? Để đợi xíu anh đi lấy. Ủa gì vậy? Đây, đây là nguyên liệu mà anh đã thêm đấy. Ủa gì kìa, tự nhiên anh cho thêm cái này vậy? Mở đi, mở đi. Cho chảo chéo vào đã. Cho tương ớt vào đã. Ủa vậy thì anh phải chia lại một nửa đi, cái chỗ em bốc thăm này. Đâu cần, ai bảo em đòi lấy 5 cái. Lúc đó là lúc nãy em chưa biết nguyên liệu gì thì em lấy thôi. Ai bảo em tham lam, giờ tham lam. Ủa anh, ở đây còn 3 cái. Giống với của em 3 tờ. Thì đó. Ôi gì vậy? Không phải cái này mở hộp này. Mắm nêm. Có một mắm nêm. Muối ớt xanh. Có một muối ớt xanh. Mắm tô. Chúng tôi
Có một giây là tù. Anh chơi dài. Anh chơi dài. Ờ, tham lam thì chịu thôi. Nhiều một tí xíu. Đây còn đây. Mưa xanh. Nó lại thành một cái công thức mới ra, nó ngon hơn thì làm sao. Mắm tôm mà không có chanh à? Không có chanh tỏi ớt à? Không có. Còn đây là mắm nêm. Oh shit. Rồi người rồi. Ít thôi nhé, không nhiều, vì thật nhiều. Đấy, anh cho em vừa đủ rồi đấy. Giọt nước mắt lăn trên mắt của chị, đôi mắt lóng lanh. Làm gì có giọt nước mắt nào? Đây này, một tí nè. Ok, bây giờ chúng ta cùng trộn lên thôi. Trộn đi chị Thơ. Em nhận thua được không? Không được. Chơi thì phải chơi đến cùng với tự nhiên chơi nửa vời vậy. Anh chưa bao giờ thấy em là con người như thế luôn á Thơ ạ. Có cần trộn anh trộn cho không? Em sắp ói. Sao lại ói? Nhịn ngửi cái hỗn hợp này nó ghê quá, nó mắm không? Không đâu, trộn lên biết đâu nó là ngon, sao nó thành công thức bí mật đặc biệt gì đâu. À, của anh thì trông rất là đơn điệu nhạt nhẽo. Thôi anh nhận thua cuộc luôn rồi. Còn chị Thơ thì mới là tuyệt phẩm. Không nhìn nổi luôn. Đâu có thúi lắm đâu. Nè, không thúi thì ngửi đi. Nó cũng không thể nào bằng được đậu hũ thúi các em. Rồi, bây giờ anh sẽ ăn của anh trước. Ngon đấy. Ngon ghê luôn. Nó chị hơi ăn của chị hơi. Ăn đi. Đừng có ngại ấy. Ở đây ai chả biết em tham ăn. Nụi hơi mà em chảy nước mắt rồi này. Chị sẽ ăn tắc nữa. Ngồi lùi qua bên kia một tí đi. Chúi em ạ. Đúng rồi. Ngon á. Ngon á hả? Ngon á. Thôi đừng có xạo. Ngon á. Ngon ăn hết á, ăn mì nữa. Ngon hả, đúng á. Thật á? Ừ. Không nhớ. Không. Chị sẽ ăn hết tô này. Wow. Cuối cùng anh Tiểu Thú là người thua cuộc, bởi vì anh Tiểu Thú đã bỏ dở giữa chừng. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích cái này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những lúc sau.